Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 10-11, tuần 2, bài 4, lần đầu ra biển, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu số 1. Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về những các hoạt động yêu thích của em, xem phim, xem xiếc, tham quan, dã ngoại và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Phiếu đọc sách, ngày đọc, tên bài, tác giả, hoạt động được nói đến trong bài đọc, chi tiết em thích nhất, mức độ yêu thích. Như vậy thì các em tìm đọc các câu chuyện hoặc là các bài văn hoặc là các bài thơ ở sách, báo, tạp chí về những cái hoạt động yêu thích của trẻ em để mà các em viết thông tin vào phiếu đọc sách này. Thì ở đây cô ví dụ như cô sẽ đọc bài Đi tàu thống nhất. Ngày đọc ở đây là ngày 23 tháng 6 năm 2022. Rồi tác giả bài đọc là Trần Quốc Toàn. Hoạt động được nói đến trong bài đọc đó là đi tàu thống nhất từ ga Hàng Cỏ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết em thích nhất trong bài đi tàu thống nhất như được xem những cái thước phim đẹp mắt. Rồi tiếp theo mức độ yêu thích thì các em sẽ đánh số sao vào đây, ví dụ như 5 sao hoặc là 4 sao. Thì các em mức độ yêu thích bao nhiêu thì các em sẽ đánh số sao vào đây. Tiếp theo số 2 nhỏ, xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp. A. Ở bờ ao nhà tôi có một bụi kim ngân. Cứ vào dịp tháng 5, từ các kẽ lá nảy ra từng chùm hoa, hai bông, một bông màu vàng, một bông màu trắng nhỏ xíu thơm ngát. Theo Trần Hoài Dương. B. Nay con có bộ lông màu nâu nhạt, mịn màng, bốn cẳng cao nghều như là đi trên những đôi cà heo. Cái đầu dài và nhỏ, hai tay vểnh lên, Nguyệt Ánh. Như vậy thì các em thấy ở trong câu A và B thì chúng ta thấy có các từ in đậm là từ vàng, trắng, thì nhỏ xíu, thơm ngát. Rồi ở câu B có các từ nâu nhạt, cao nghều, dài và nhỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ xếp các từ in đậm này vào nhóm thích hợp. Ở đây có 3 nhóm, đó là từ ngữ chỉ màu sắc, từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước, từ ngữ chỉ hương vị. Như vậy ở câu A các em thấy từ vàng, trắng thì đây là từ ngữ chỉ màu sắc. Như vậy thì các em sẽ xếp vào từ ngữ chỉ màu sắc, đó là vàng, rồi trắng. Rồi tiếp theo từ nhỏ xíu. Nhỏ xíu ở đây thì chỉ về hình dáng hoặc là kích thước. Như vậy đây nhỏ xíu thì các em sẽ điền vào đây. Nhỏ xíu các em xếp vào nhóm từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước. Rồi tiếp theo thơm ngát thì đây là từ ngữ chỉ hương vị, thơm ngát. Rồi tiếp theo câu B, nâu nhạt thì đây là từ ngữ chỉ màu sắc, nâu nhạt. Rồi tiếp theo cao nghều thì ở đây là cao nghều chỉ về hình dáng, kích thước. Như vậy các em sẽ xếp vào từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước. Rồi tiếp theo còn từ dài và nhỏ thì cũng là từ ngữ chỉ hình dáng và kích thước. Rồi tiếp theo câu 3,
Đặt câu với 2 đến 3 từ ngữ tìm được ở bài tập 2. Ví dụ mẫu, hoa mướp màu vàng rực rỡ. Như vậy thì ở câu số 3 này các em suy nghĩ và chúng ta sẽ sử dụng những cái từ. Các em sẽ dùng các từ mà các em vừa tìm được ở bài tập số 2 này để mà chúng ta đặt câu. Thì các em thấy ví dụ mẫu ở đây, hoa mướp màu vàng rực rỡ, thì câu này có sử dụng từ vàng ở bài tập số 2 mà các em vừa tìm được. Như vậy tương tự thì các em sẽ đặt câu theo mẫu. Ví dụ như mùa lúa chín, cả cánh đồng lúa vàng óng tỏa hương thơm ngát. Hoặc là con đường đê dài tít tắp. Con đường đê dài tít tắp. Như vậy thì ở đây cô đã đặt câu với hai từ, đó là từ vàng và từ dài. Rồi tiếp theo câu số 4, tìm thêm từ ngữ chỉ đặc điểm viết vào bảng sau. Từ ngữ chỉ màu sắc, từ ngữ chỉ hình dáng kích thước, từ ngữ chỉ hương vị. Như vậy thì các em suy nghĩ và các em sẽ tìm thêm các từ ngữ phù hợp với cái yêu cầu của đề bài ở đây. Từ ngữ chỉ màu sắc, ví dụ như là đỏ nè, màu đỏ, cam, vàng, rồi lục màu xanh, rồi lam, rồi tím, hồng, đen, trắng, vân vân. Còn rất nhiều màu sắc thì các em sẽ tìm thêm. Rồi từ ngữ chỉ hình dáng kích thước, ví dụ như là hình dáng kích thước rộng nè, kích thước là rộng nè, rồi hoặc là ngắn, hoặc là cao, gầy, thấp, bé, lớn, nhỏ, vân vân. Rồi từ ngữ chỉ hương vị, ví dụ như là chua nè, cay nè, mặn, rồi ngọt, hoặc là đắng, rồi thơm, vân vân. Rồi tiếp theo, bài tập số 5, chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống, bé, xinh xắn, vàng óng. Như vậy thì các em sẽ đọc kỹ đoạn văn dưới đây và các em đọc bài đoạn văn dưới đây và chúng ta sẽ chọn những cái từ ở trong ngoặc đơn này để điền vào những cái chỗ trống sao cho phù hợp. Như vậy chúng ta sẽ cùng điền. Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé chổi rơm là loại như thế nào? Bé, xinh xắn, vàng óng là loại bé nhất, là loại xinh nhất.
xinh nhất, xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng. Không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm, thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như là áo len vậy. Tuy bé, nhưng chỗ rơm rất đặc biệt. Ngày hai lần, chị Thùy Linh mang chổi ra quét nhà, chỉ quét nhà thôi, còn sân vườn đã có chổi khác cứng hơn. Theo Vũ Duy Thông. Rồi tiếp theo câu số 6, viết 1 đến 2 câu về các cặp sách của em, trong đó có sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm. Như vậy thì các em hãy quan sát cái cặp sách của mình và miêu tả nó. Các em sẽ miêu tả màu sắc của cái cặp là màu gì, kích thước của cái cặp như thế nào, công dụng của cái cặp ra sao. Thì chúng ta sẽ viết một hai câu để nói về cái cặp của em. Ở đây là chỉ đặc điểm thì các em sẽ nêu đặc điểm về màu sắc, kích thước và công dụng. Cô ví dụ, nhân dịp sinh nhật, mẹ mua tặng em một cái cặp sách màu hồng phấn rất đẹp. Rồi, cái cặp không quá to. Rất vừa vặn với dáng người của em. Rất vừa vặn với dáng người của em. Cái cặp giúp em đựng những sách vở cần thiết cho việc học tập. Em rất thích cái cặp sách này. Như vậy thì chúng ta sẽ viết 1 đến 2 câu nói về cái cặp sách của em. Trong đó thì chúng ta có sử dụng những cái từ ngữ chỉ đặc điểm về màu sắc của cái cặp, đó là màu hồng phấn nè. Rồi kích thước của cái cặp thì không quá to, vừa vặn với dáng người của em. Rồi công dụng của cái cặp thì giúp em đựng những cái sách vở cần thiết cho học tập. Em rất thích cái cặp này.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.